Tập 1. Mùa thu năm 1941, chiến tranh Hán Nhật bước vào giai đoạn căng thẳng. Quân Nhật dừng tấn công trực diện, nhưng lại điên cuồng càn quét, bắt lộ quân sân nhà địch. Sau nhiều lần vây quét, không hiệu quả, chúng đổ nguyên do thất bại cho sự tồn tại của xưởng chế tạo vũ khí. Bắt lộ quân ở núi Hoàng Giai quyết định bằng mọi giá phải tiêu diệt chuyên gia vũ khí, xưởng chế tạo vũ khí núi Hoàng Giai. Giáo sư Vương, Bộ trưởng Lưu, Giáo sư Vương, hướng Bách Khê Sạn phát hiện bọn Nhật, tổng bộ ra lệnh cho chúng ta phải rút lui. Thí nghiệm của tôi đang lúc then chốt, có thể cho tôi thêm ít thời gian không? Giáo sư Vương của tôi ơi, mình không có điều kiện thí nghiệm cho ổn định, anh cũng biết mà. Mình là xưởng chế tạo vũ khí, ngồi trên lưng đường, chỉ cần bọn Nhật đánh tới là mình phải rút lên núi ngay. Bộ trưởng Lưu, lò gan của tôi mười mấy phút nữa là ra lò rồi. Giờ bỏ thì tiếc quá, mà thí nghiệm lại thì phải chờ hơn tháng. Với lại sản xuất đại trà súng trường K81 đang gấp thiết mà. Tôi cho anh thêm 20 phút nữa. 20 phút thôi đó. Dù thế nào thì anh cũng phải rút lên. Tổng bộ Bác Lộ Quân Thái Hành Sơn báo cáo. Vào đi. Báo cáo Trung đoàn trưởng Lữ Vạn Tài, Trung đoàn đặc vụ tới trình diện. Những trung đoàn đặc vụ tới nhất tuyến thiên chặn đánh liên đội Okasaki. Rõ. Nhất tuyến thiên chuẩn bị. Bắn cho tôi. Đội trưởng, mình bị quân đội chi viện của Bác Lộ Quân tập kích, bị ép lui khỏi nhất tuyến thiên. Đội quân Bác Lộ Quân hành động nhanh thật. Cậu mau tổ chức quân đội 10 phút nữa tấn công đợt 2. Sao cơ đội trưởng? Nhất tuyến thiên địa hình hiểm trở, rất khó công kích trong thời gian ngắn. Anh phải nghĩ kỹ, như thế thì rất nguy hiểm đó. Được rồi, đừng nói nữa. Tôi biết. Chúng ta phải tiếp tục tấn công cho đến khi đội sát thủ thẳng tiến đặc biệt gửi tín hiệu cho chúng ta. Tốt lắm. Đội trưởng Yoshikawa, đây là bãi Lan Gia. Băng qua là núi Hoàng Giai. Mau tấn công núi Hoàng Giai. Trương Đại Bảo qua đây. Trung đoàn trưởng, trận này đánh hay ghê. Có việc gì? Anh chỉ huy kiểu gì thế? Dân số không đúng. Vừa rồi lúc băng sườn núi gặp phải một tốt Nhật, Chúng cũng không đông, nhưng mà trang bị mạnh, quần áo khác hẳn. Bọn Nhật này lạ lắm, thật sự rất lạ. Chúng vừa đánh đã chạy. Tôi cho một trung đội đi dí theo rồi. Tôi có linh tính không lành, chắc đoàn chuyên gia không an toàn nữa. Trung đoàn trưởng đừng hù tôi. Có mình ở đây chống đỡ, sao đoàn chuyên gia lại không an toàn chứ? Tôi không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Tóm lại là bất thường thôi. Rất bất thường đó. Trương Đại Bảo có, Tiêu Đại Bằng có, Vương Phục Sinh có. Các người dẫn một trung đội, theo tôi ngay. Đi, trung đội 2 theo chúng tôi, đi. Giáo sư Vương, giáo sư Vương, mau đi thôi giáo sư Vương. Anh mà có bệnh hệ gì, Bộ trưởng Lưu sẽ làm thịt tôi mất. Tôi bảo Bộ trưởng Lưu rồi, chờ chúng tôi đăng ký xong số liệu sẽ đi ngay. Không thể chờ được nữa đâu, phải đi bây giờ ngay. Làm đi, Ono. Dân, vào thôn. Cảnh giới. Trung đoàn trưởng, phe mình hết. Phải hành động nhanh mới được, muộn là không kịp mất. Mọi người theo tôi, đi. Ono, làm đi. Chúng tôi chỉ tìm vài người. Chỉ cần các người phối hợp thì chúng tôi sẽ thả những người còn lại ra. Thế nên bây giờ ai nghe tên mình thì đứng ra. Vương Vận Khải, Trình Hoa Quân, Trần Chí Kiên, Quách Đống Tài, Lý Lập Quang. Trung đội trưởng, anh đoán trúng phốc. Bọn Nhật gian xảo quá, chơi chiêu dương đông kích tay. Mau lửa lên, chạy bộ tới, mau. Đã đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, không làm nô lệ mất nước. Đã đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, không làm nô lệ mất nước. Đội trưởng Yoshikawa, những người Trung Quốc này, cậu biết phải làm sao đấy. Báo cáo. Ở sân nhà đó, chúng ta chết 2 lính. Chúng tôi tìm được cái này ở đó. Ono, khoan đã. Cậu xem đây là gì? Đây là bản vẽ súng của Bát Lộ Quân. Ai lại đem theo văn kiện bí mật thế này? Ý ngài là cậu đem theo người, phải bắt được hắn. Rõ. Mau. Nào. Ngài Ono, đây ạ. Sếp. Nấp. Trung đoàn trưởng xem. Chuyên gia đứng đầu trung đoàn lưu động, giáo sư Vương Vận Khải cũng bị trúng bắt rồi. Trung đoàn trưởng ra tay mau đi, không là không kịp. Đừng lỗ mãng. Anh xem đi, số mấy bọn Nhật đeo chỉ vào bao nhiêu người. Chúng ta hành động liều lĩnh, chẳng những không cứu được giáo sư Vương mà cũng không thể bảo vệ những người kia được. Và anh mau nghĩ cách đi. Vương Phục Sinh, có. Cậu chọn một vị trí có lợi, tập trung bảo vệ giáo sư Vương. Rõ. Trương Đại Bảo, anh và tôi mỗi người dẫn một đội chiến sĩ, bọc sườn hai bên. Rõ. Tiêu Đại Bằng, có. Cậu lo quả lực yểm hộ, nhớ lấy, không tới lúc bất đắc dĩ thì đừng nổ súng đó. Rõ. Đi. Đội trưởng Yoshikawa, tốt lắm. Đừng dùng vũ lực với giáo sư Vương. Giáo sư Vương, gặp anh quả là bất ngờ. Xem ra chúng ta có duyên đó. Là anh giết họ. Tình khốn. Anh sẽ xuống địa ngục. Giáo sư Vương, tôi có xuống địa ngục không quan trọng đâu. Quan trọng là hôm nay tôi đã gặp anh. Không uổng chuyến này. Nói tôi biết đây là gì. Đó là sấm sét tiễn các người xuống địa ngục. Lời lẽ giáo sư Vương đầy ý thơ dĩ nhưng lại không thực tế. Tôi biết đây là bản vẽ nghiên cứu súng trường của các người. Không chỉ có súng trường thôi đâu, còn có nhiều vũ khí hơn nữa. Sau này anh sẽ được thấy ngoài chiến trường. Giáo sư Vương, tôi biết anh là tiến sĩ luyện kim du học Anh, là tổ trưởng tổ lãnh đạo trung đoàn lưu động Bát Lộ Quân. Họ gọi anh là cha đẻ của vũ khí. Tôi không muốn để anh giống như hai người này nằm ở đây. Anh có một con đường. Theo tôi, góp sức cho đế quốc Đại Nhật Bản, tôi có thể tha cho anh. Tuy tôi không phải chiến sĩ, nhưng có chung niềm tin với họ. Tôi tin điều này. Tôi tin niềm tin và ý chí của anh. Nhưng không kịp rồi. Để mau chóng kết thúc chiến tranh, tôi phải xử tử anh theo lễ nghi cao nhất của Nhật Bản. Ono, dân, làm đi. Đội trưởng Yoshikawa, Ono bảo vệ văn kiện. Trả văn kiện cho tôi. Trả văn kiện cho tôi. Trả tôi. Trả văn kiện lại cho tôi. Trả văn kiện đi. Trả văn kiện cho tôi. Đồ khốn. Tiêu Đại Bằng, bao lên. Tiêu Đại Bằng, sao còn lề mề thế hả? Bao lên. Bao lên đi. Giáo sư Vương sao rồi? Giáo sư Vương. Giáo sư Vương. E là tôi không xong rồi. Bộ trưởng Lưu. Bộ trưởng Lưu, tôi chưa thể hoàn thành công tác phát minh. súng trường K81. Giáo sư Vương, anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Vết thương của anh không sao đâu. Anh nghe tôi, học trò của tôi đã lên thuyền từ Đức về Trung Quốc. Biệt hiệu của cậu ấy là thần súng. Cậu ấy sẽ quá cảnh ở Thượng Hải, tới Thái Hành Sơn. Cậu ấy có năng lực hoàn thành nghiên cứu mà chúng ta đang làm dang dở. Với lại, với tài hoa của cậu ấy sẽ đi xa hơn tôi, sẽ đi rất xa. Bộ trưởng Lưu, phải bảo vệ thần súng. Nhớ phải bảo vệ thần súng. Giáo sư Vương, anh đi thăm đi. Chúng tôi sẽ bảo vệ thật tốt thần súng. Giáo sư Vương, giáo sư Vương, giáo sư Vương, giáo sư Vương, giáo sư Vương. Để cứu giảm quân đội Okasaki rơi vào dòng dây, quân Nhật đã điều động hơn 3.500 người thẳng tiến về đội Quan Gia từ huyện Vũ Xương, huyện Liêu, Lê Thành. Trận chiến đội Quan Gia đã thành cuộc nội chiến giữa 4 lữ đoàn, một sư đoàn Bắc Lộ Quân với hơn 4.000 quân Nhật. Sau một đêm ác chiến, Bắc Lộ Quân tiêu diệt hơn 290 quân Nhật, nhưng hơn 400 người tàn dư của liên đội Okasaki nhờ vào quả lực mạnh và máy bay yểm hộ thành công phá dòng dây. Cảm ơn thủ trưởng. Giáo sư Vương Vận Khải hy sinh khiến công tác phát minh súng trường chúng ta đang thực hiện phải dừng hết. Tổ chức đang nghiên cứu quyết định để cậu chọn 5-6 lính tinh nhuệ là một tổ đặc nhiệm tới Thượng Hải ngay, đón thần súng về Bình An. Tôi cam đoan sẽ đón thần súng về. Báo cáo thủ trưởng, tổ đặc nhiệm đã tới đủ. Tiểu đoàn trưởng trinh sát Trương Đại Bảo tới trình diện. Tay bắn tỉa Phương Phục Sinh tới trình diện. Tay súng máy Tiêu Đại Bằng tới trình diện. Tay bật phá Thôi Chấn Phương tới trình diện. Bộ trưởng Lưu, không phải anh bảo có một liên lạc viên xuất sắc sao? Báo cáo. Báo cáo, liên lạc viên Lưu Hiểu Quyển tới trình diện. Lưu Hiểu Quyển? Cô tới làm gì? Sao ở đâu cũng có cô thế? Sao lại không có chuyện của cô ấy được? Cô ấy là liên lạc viên xuất sắc. Tôi tìm cho cậu đó. Bộ trưởng à, chúng tôi tới sân nhà địch chấp hành nhiệm vụ. Đang lúc loạn lạc, ngàn dặm xa xôi, đưa một cô gái theo thì không tiện. Anh có suy nghĩ lại không? Có cần đưa Hiểu Quyển tới khu bị bọn Nhật chiếm đóng, xem mạng người như cỏ rác để rèn luyện không? Cậu bớt mơ mộng đi. Cậu tưởng mình là ai chứ? Cậu đi chấp hành nhiệm vụ, tôi phải chọn một cô em theo rèn luyện chung hay sao? Cho cậu hay, chấp hành nhiệm vụ này phải có Hiểu Quyển mới được. Liên lạc viên có rất nhiều, nhưng người có thể nhập số liệu cho trung đoàn công tác lưu động chỉ có mình cô ấy thôi. Báo cáo thủ trưởng, tôi thấy đồng chí Lưu Hiểu Quyển rất phù hợp để tham gia tổ đặc nhiệm mà. Cô ấy có thể làm vợ tôi. Nói gì thế? À không thủ trưởng, ý tôi là khi chấp hành nhiệm vụ chúng tôi có thể giả làm vợ chồng. Hai người đâu giống vợ chồng chứ. Cha con thì có. Tôi có thể bảo vệ cô ấy. Đồng chí Hiểu Quyển có thể đi. Tôi ăn giận thế này có giống vợ lính không? Hiểu Quyển, Yoshikawa, hành động xích hổ lần này vô cùng thành công, khiến cho bộ tư lệnh có cái nhìn khác hẳn về cuộc chiến đặc chủng chúng ta khởi xướng. Anh đã đem dinh dưỡng về cho đội sát thủ thẳng tiến đặc biệt. Cảm ơn tư lệnh bồi dưỡng. Theo bộ phận tình báo báo cáo, do các anh bắn chết Vương Vận Khải nên việc phát minh súng trường K81 của Bát Lộ Quân đã bị ngưng hoàn toàn rồi. Nhưng mà Bát Lộ Quân không bó tay chịu chết. Kẻ thay thế Vương Vận Khải đang trên đường về nước. Hiện chỉ biết biệt hiệu của hắn là thần súng thôi. Nhiệm vụ của anh chính là tới Thượng Hải giết thần súng. Rõ. Thủ trưởng, anh nghĩ đội của chúng ta có thể chấp hành nhiệm vụ ở sân nhà địch không? Làm sao để dẫn tổ đặc nhiệm đi, làm sao đưa thần súng về đây an toàn là điều mà cậu nên nghĩ. Biệt hiệu của cậu chẳng phải là quỷ khó bắt hay sao? Cách không phải là không có. Tôi biết ngay. Chuyện nhỏ này không làm khó được cậu đâu. Đừng có ướp mở nữa. Mau nói mưu mẹo ra đi, cho tôi nghe. Quân Tuấn Tuy có làm ăn buôn bán với bang hội Thượng Hải mà nhỉ? Sao mình không đi thay họ một chuyến đi? Ý cậu nói là mình tập kích đội buôn của quân Tuấn Tuy, rồi sau đó mạo danh quân Tuấn Tuy. Vậy là phá hoại chiến tuyến thống nhất đấy. Quân Tuấn Tuy có thể buôn bán với quân Nhật, giúp địch thông đồng địch, mà chúng ta lại không thể vượt tay họ, làm chuyện thắng Nhật hay sao? Ý thì hay đấy, nhưng mà va chạm với quân đội bạn không phải chuyện mà Bát Lộ Quân được làm đâu. Hiểu. Bát Lộ Quân không được làm, Thổ Mỹ có thể làm mà. Cậu đừng có đẩy cho tôi nha, tôi không có nói gì hết đó. Vẫn là câu nói đó, tôi chỉ cần kết quả thôi. Hiểu. Cùng lắm là xem như tôi tự ý hành động vậy. Đại ca, mình liều với chúng. Bỏ súng xuống. Bỏ xuống. Các người là ai mà dám dùng vũ lực với quân Tuấn Tuy ở địa phận Sơn Tây? Các người không muốn sống nữa hay sao? Chúng tôi muốn sống chứ. Các người không bỏ súng xuống thì kẻ không muốn sống là các người đó. Bỏ xuống. Bỏ xuống mau. Đưa họ đi. Mau lên, xuống đây. Đi. Mau lên. Còn sót một tên. Không đứng chứ gì. Rồi hiểu rồi. Muốn ông đây chữa trị cho, đúng hay không? Ông ơi, ông ơi ông. Ông đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Đại ca bắt được một tên. Có ai núp kiểu đó hay không? Giấu đầu không giấu mông. Nói ông làm nghề gì? Không làm gì hết. Tôi là sư gia thôi. Sư gia. Sư gia. Tốt lắm. Chúng tôi đang tìm ông đó. Gì đây? Đại ca. Đại ca tìm hết rồi. Không vàng không bạc, chỉ có xe đá thôi. Đá. Nói mau. Tiền giấu ở đâu rồi? Tiền thì đó là tiền cả đấy. Ông có búi trĩ nên mắt của mụ theo hay sao? Nhìn đi, chẳng phải đống đá bỏ hay sao? Đó không phải là đá bình thường đâu, đó là đá ô đó. Tất nhiên ở đây thì không đáng tiền, chuyển tới Thượng Hải thì sẽ có giá lắm đó. Lừa ai đấy, nói dớ dẫn không à? Đại Bảo, sư gia nói đúng đó, số đá đó đáng giá thật. Đại ca, đống đá bỏ này có tác dụng gì chứ? Đá ô là khoáng sản, cũng là một loại vật tư chiến lược quan trọng, không thể thiếu trong chế tạo đạn xuyên giáp và động cơ máy bay, vân vân. Bọn khốn này bán thứ quan trọng thế cho bọn giật để đổi lấy mấy món ăn chơi sa đọa. Các người đúng là khốn nạn mà. Tôi nói cho nghe, đó gọi là giúp địch thông đồng địch. Đại ca, tôi bắn chết hắn. Anh hai ơi, đừng kích động mà. Đại ca nói đúng thì không sai đâu. Mình nghe đại ca đi. Đại ca nói đi. Phải rồi, nói đi đại ca. Làm ăn thôi mà. Vào đi. Bộ trưởng Lưu, tôi giao cười cho anh nhé. Anh phải thay tôi diễn tốt đó, vai thủ phỉ. Cậu yên tâm đi, mấy tên con tin này tôi sẽ săn sóc tử tế. Được, cậu phải đưa các sư gia kia theo. Không đi theo không được. Lần này quân Tấn Tuy giao dịch với trùm ban hội Thượng Hải Jason. Các sư gia là người trung gian, chỉ có thông qua hắn mới liên lạc được với Jason thôi. Nhưng mà tôi nghe nói các gia sư là một nhân vật rất gian xảo và nguy hiểm đó. Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ cẩn thận mà. Đồng chí Lữ Vạn Tài, tôi chúc cậu đi đường bình an, bảo trọng vào. Các sư gia, lão Hà, vất vả rồi, chú Hà vất vả rồi. Nào chú Hà, để tôi giới thiệu, Lữ tiên sinh đây là ông chủ lớn ở Sơn Tây. Chủ của tôi, Lữ tiên sinh nghe danh đã lâu. Xin chào, cậu đây là chú Hà, quản gia của Jason, cũng là người ngài Jason tin tưởng nhất. Quản gia Hà, làm phiền chú rồi. Không phiền, nên làm thôi mà. Các vị này là, để tôi giới thiệu, trợ lý của tôi Trương Đại Bảo. Được. Đây là em họ của tôi, Lưu Hiểu Quyển. Nó biết chúng tôi tới Thượng Hải nên đòi theo góp vui. Chào chú Hà. Xin chào. Thượng Hải thời thượng lắm, cô gái như cô tới đây phải dạo chơi cho ra trò đó. À phải rồi, Lữ tiên sinh, ông chủ tôi đang bận việc, thứ lỗi không thể tới. Nhưng mà tối nay sẽ bữa tiệc đón mọi người đó. Được. Vậy thì hàng của chúng tôi, ông chủ yên tâm đi. Có chú Hà đây, hàng của mình sẽ không bị cản trở gì hết. Lữ Vạn Tài đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng nỗi gian nan của nhiệm vụ đón thần súng vẫn vượt xa anh tưởng. Trên đường tổ đặc nhiệm của Lữ Vạn Tài tới Thượng Hải, cơ quan đặc vụ đóng quân ở Thượng Hải trong một hành động bất ngờ bắt được đặc phái viên đảng Cộng sản ở Giang Bắc, lão Tiêu. Cho tôi biết thần súng tên là gì? Khi nào hắn tới Thượng Hải chứ? Nói. Tôi không biết. Có gì cứ nhằm vào tôi. Cậu ấy chỉ là thằng nhóc thôi, cậu ấy không biết gì hết. Có gì cứ nhằm vào tôi đi. Nói như vậy là anh biết. Được, anh cho tôi biết thần súng tên là gì đi. Dùng hình. Cậu ấy thật sự không biết gì hết mà. tuổi chỉ là thằng nhóc thôi. Tôi hỏi lại một lần nữa, thần súng đang ở đâu? Hắn tên là gì? Tôi không biết anh đang nói gì hết. Chúc mừng anh đặc phái viên. Ngài đại tá cho mời anh đó. Đi. Tôi biết cậu bé đó không biết gì hết. Nhưng mà anh biết, nếu như anh nói thì sẽ cứu mạng cậu bé đó. Chúng tôi gia nhập đảng này, yêu cầu tối thiểu là bỏ ra tất cả cho tín ngưỡng của mình thôi. Vậy thì anh sẵn sàng để hy sinh chưa? Tôi là đặc phái viên Giang Bắc của Bát Lộ Quân. Tôi tin ông sẽ không giết tôi. Anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi sẽ không giết anh. Nhưng anh có biết một cách sống không bằng chết hay không? Đội hiến binh có 108 hình phạt. Tôi sẽ cho anh đếm thử lần lượt từng cái. Chừng đó anh sẽ ngưỡng mộ cậu ta đã được giải thoát. Nói mau, thần súng là ai? Ở đâu? Bao giờ tới? Đưa xuống đi. Đợi đã. Tôi quả thật không biết thần súng tên gì. Nhưng tôi biết ngày mốt người đó sẽ đi tàu chở khách ST Darcy tới Thượng Hải. Người đi đón tên là Long Ngũ Hổ. Lữ tiên sinh, đồ được để đây. Có anh em trông coi. Được. Thế này đi, tôi đưa các anh tới quán trọ trước, để mọi người được nghỉ ngơi. Tối nay ông chủ của tôi sẽ đãi tiệc đón mọi người luôn. Anh Jason khách sáo quá đi. À phải rồi, khi nào chúng ta giao dịch? Sáng mai. Vậy trước khi giao dịch, người giao hàng của tôi phải ở sát bên. Hàng còn người còn. Được. Vậy cũng được mà. Thế tôi cũng không ép nữa. Tối tôi qua đón anh. Anh nghỉ ngơi đi. Được, làm phiền rồi. Các sư gia, đi đâu thế? Đi tiễn Đại Bằng à, đi chung đi. Đi. Chú ơi, có thể cho gọi nhờ không? Được được, cảm ơn, không có gì đâu. Alo, xin chào. Anh Long Ngũ Hổ phải không? Tôi đem thư ở quê nhà Sơn Tây tới. Mai có tiện tới chỗ anh không? Mai hay sao? Ngày mai không tiện đâu. Nhưng mà chiều nay tôi rảnh. Anh tới đây được không? Gấp vậy sao? Được. Vậy thôi chiều nay tôi qua tìm anh luôn. Được. Địa điểm là trà quán Dân Hải, phố cổ Miếu Thành Hoàng. Nhớ kỹ, 5 giờ đó. Được. Tiêu tiên sinh, hôm nay chúng tôi có gặp được Long Ngũ Hổ hay không? Được, tôi tin là được mà. Tôi và Long Ngũ Hổ đó giờ luôn liên lạc đơn lẻ. Anh ta sống ở đâu thì tôi không biết. Nhưng theo lần gặp trước, tôi phân tích chắc là anh ta sống quanh đây thôi, không xa lắm đâu. Anh ta kìa, đó là Long Ngũ Hổ. Sau khi đón thần súng, Long Ngũ Hổ sẽ giao thần súng cho ai? Tổng bộ Bát Lộ Quân chắc chắn sẽ cử người tiếp ứng thần súng. Sau khi thần súng tới Thượng Hải, Long Ngũ Hổ ắt sẽ gặp họ. canh kỹ người đàn ông mặc áo cộc, để ria, theo dõi cẩn thận đó, đừng có đánh rắn đồng cỏ nghe chưa. Chúng ta phải thông qua hắn để tìm đường dây gấp trên và dưới của hắn. Dạ thưa trưởng quan. Mình phải giăng lưới to. Có thể bắt được cá lớn hay không phải trông vào bản lĩnh của mình. Nào, phát súng. Lưu Hiểu Quyển, Rau Ninh, sướng quá. Cậu thì mau sơ. Vương Phục Sinh, cho cậu đó. Tranh thủ lắp nha. Ôi mẹ ơi, mọi người đang làm gì thế? Đem hàng nóng hay sao? Đi làm ăn mà. Có cần thế hay không? Cần chứ. Ông quên rồi hay sao? Hai hôm trước bọn tôi mới tới ông xong, không chừng mấy ngày nữa ông lại đem người đi tóm bọn tôi. Lăn lộn giang hồ, cắn qua cắn lại là chuyện thường tình. Lại còn thường tình. Tôi bảo này, cậu hay làm chuyện này lắm đúng hay không? Không giấu gì các sư gia, cho ông biết một bí mật nha. Kiểu như các ông, chúng tôi mới làm lần đầu thôi. Coi kìa, chuyện xui xẻo tôi đều dính hết. Nhưng mà đám tôi thầm biết ơn ông lắm đó. Tại sao vậy? Thì ông nói coi tại sao. Ai mà cũng như ông. Bọn tôi bắn chỉ thiên thôi, là tất cả mọi người đều như ông. Cắm đầu vô bãi cỏ, chổng mông lên trời. Ngày nào bọn tôi cũng thành công hết đó. Ông chủ đâu? Tôi đâu biết. Ông chủ đâu? Cậu thấy hay không? Cậu có thấy ông chủ đâu hay không? Ông chủ hay sao? Anh ấy đi xung quanh rồi, coi thử có đường lui hay không. Đường lui? Tôi không hiểu đấy. Anh ta làm ăn thì tìm đường lui gì? Ông không biết đó. Đấy gọi là ba phòng. Phòng gì? Phòng cháy, phòng cướp, phòng tiểu nhân. Cậu à, cho hai lát đen đi. Được. Một lá 5 đồng, tổng cộng 10 đồng. Tôi muốn gọi điện nữa. Bố số 2 bên cạnh đó. Alo, tìm ai vậy? Tôi tìm Lữ tiên sinh. Không khéo, anh ấy vừa ra ngoài rồi. Có cần thông báo lại không? Thôi vậy. Tiên sinh, tiểu thư, mua bánh bao đi. Nào khách quan, xin mời vào. Khách quan uống trà gì chứ? Một ấm Long Tỉnh đi. Một phần bánh đậu mè, một phần bánh xếp lớn. Có ngay xin chờ chút. Một ấm Long Tỉnh, một phần bánh đậu mè, một phần bánh xếp lớn. Báo đây, báo đây. Báo đây, báo đây. Tiên sinh mua báo không? Báo đây, báo đây. Báo nhanh mới xuất bản đây. Mua báo nhanh không ạ? Báo đây.